Rồi, xin chào các bạn ha. Chúc các bạn, cô chú, anh chị được sức khỏe ha. Hôm nay em có lên ba cây mai nhỏ ha. Này hàng mini ha mấy bạn. Mình trồng là cái đất Akarama ha. Đây nè, cái nụ kim thì nó này để mấy bạn chơi dài bông được nha. Thì cái này mình lên chậu nhỏ hết rồi, gút chậu hết rồi ha. Ba cây ha các bạn. Thì nói chung cái cây này nè, nó cũng to bằng tay cái mình ha. Đó, các bạn xem ha. Mình vô chậu nhỏ nhỏ này các bạn về nuôi là Tết nó có dài bông ha. Đó, thì nụ nút nụ nó kim kim như này mấy bạn về nuôi có vài bông thôi nha các bạn. Đó, một ha. À, với cái này nè. Cái này thì mấy cái này siêu nghe nhỏ xíu rồi nha các bạn, nhưng mà được cái mình rút chậu lâu lắm rồi. Thì mấy bạn về chỉ việc chăm gì thôi là mấy bạn nuôi chừng vài bông thôi là nó hay rồi ha. Mấy bạn đi mâm này ra không cắt bỏ luôn cũng được ha. À, nó cũng quái ha. Thì này mình nhét vô chậu lâu lắm rồi nha các bạn. Mình nuôi chậu này lâu lắm rồi. Nên mấy bạn về chăm cứ gì gì là mấy bạn nó có bông nha các bạn. Nuôi lâu thì nó có bông ha. Đó, với cây này nè. Cây này thì nó già lắm rồi các bạn ơi. Thì nó nằm chậu này rễ nó ăn ra muốn ra ngoài luôn nha. Đó, thì mấy bạn về chăm ha các bạn. Đó, 3 cây 200k ha. Này hàng mini các bạn ơi. Đó, nhét chậu nó sống khỏe rồi nha các bạn. Đó, 3 cây ha. Thì cái này nó dài, nó cao, nó dài khoảng 45 luôn các bạn. Về mấy bạn bẻ cong nó lại được ha. Bạn hồi nó về ha. Nè, đó thì bạn làm này ha. Đó 200k, 3 cây nha các bạn. Nè, ba cây này nè ha. Thì có con cây này thì mấy bạn về chơi Tết được vài bông nè. Để bằng trà đồ này kia là được ha. Bạn đi kẽm lại ha. Bạn nào khéo ha. Rồi, 3 cây 200k ha các bạn. Rồi qua hai cây này, hai cây siêu quái nữa các bạn ơi. Đó, một cây mai chứng thủy ha các bạn. Áp vô cục đá ha, thì nó dính rồi, đẹp lắm, duyên lắm nha các bạn. Thì cái hàng này nhỏ xíu rồi các bạn, hàng siêu nè, chứ không phải là cây bự đâu ha, hàng siêu nha các bạn. Nè, nó có nhiêu đây nè, áp vô cục đá này nha các bạn. Thì mấy bạn về mấy bạn chăm thêm ha, này thì mấy bạn chăm sạch bông luôn nha. Ồ, thì cũng công rễ mà quấn ha, cái cây quấn cũng quấn vô cục đá ha. Thì hai cây các bạn ơi, với cây này thì nó duyên lắm nha. Thôi bạn thấy nè ha, mình khoan cái lỗ trong cái nhà này ha. Đó, mình đút cái nó vô luôn, rất là duyên nha các bạn. Rễ thì nó ăn ra ngoài đây luôn rồi nè, dưới cái che dẻ này ha. Đó, thì cái này nó nhỏ nha, nó không có bự nha các bạn. Mình cũng nói trước các bạn ha. Đó, mình bán đây là không có bao tiền ship. À, một cặp này mình bán các bạn là 150k ha, mình không có bao tiền ship nha các bạn. Đó, thì các bạn thấy cũng cân xứng ở nhà đồ mình khoét lỗ này ha. Đó, mấy bạn thấy ha, này các bạn về đắp đất cho nó bằng cái mặt nhà, đắp riêu lại ha, là nhìn thấy viên cây ha các bạn. Đó, 150k ha, mình bán đây không có bao tiền ship nha các bạn. Rồi, viên cây kim quýt thái các bạn ơi, kim quýt thái với cây kim quýt thái dáng bài nè các bạn ha, về phối cảnh đồ đẹp ha. Thì này dễ có bông trái các bạn ơi, với một cây sâm hương ha các bạn, một cây kim quýt với một cây sâm hương ha. Đó, các bạn xem ha, sâm hương này thì nó cũng dính với cục đá ha các bạn. Đó, bạn xem ha, sâm hương ôm đá ha, cứng rồi các bạn ơi. Nói chung mấy bạn về bạn chỉ chăm thôi ha, là nó kín mâm rồi ha. Rồi mình giao luôn mấy bạn một cặp này ha các bạn, là 160k ha. Mình bán đây là không có bao tiền ship nha các bạn. Thì nó có cành bay ra nè, mấy bạn xem nè ha, nó bay ra ha. Đó, các bạn về chăm là nó có bông trái nha các bạn. Kim quýt thái này nó dễ bông trái lắm các bạn ơi, không có gai luôn nha. Kim quýt thái này ít gai luôn nha, nó không có gai như của người ta nha các bạn. Đó, mã số 3 nha các bạn, 160k. Mình bán không có bao tiền ship ha. Rồi, cặp nữa mấy bạn ơi, sâm hương với một cây sâm hương quái nè. Vô chậu cũng đẹp hết rồi ha. Đó, mấy bạn về với việc chăm thôi, nó quái từ đổ từ bên đây nè. Đó, mấy bạn thấy nè ha. Cái rễ nè. Nó đổ từ đây nè ha. Nó đổ qua đây luôn ha. Nó bay ha. Dính vô đây luôn mấy bạn ơi. Rồi, mấy bạn về mấy bạn làm nó là đẹp mà ha. Thì nó quái quái mấy bạn. Viên cây hồng ngọc mai ôm đá mấy bạn. Hồng ngọc mai ôm đá này thì rễ nó ăn ra ngoài rồi. Nó mạnh lắm mấy bạn ơi, dễ bông trái lắm ha. Mấy bạn về lòng chậu là bông luôn ha. Bông thơm mấy bạn ơi, hồng ngọc mai. Dính cục đá này cũng đẹp lắm mấy bạn, viên lắm ha. Viên cây lắm mấy bạn. Để các bạn xem nè. Ồ. Rồi, cặp này mình giao luôn với bạn là 160k luôn ha. 160k. Mình bán không có bao tiền ship nha các bạn.
cái chậu này nói chung mấy cái chậu này sẵn hết rồi, mấy bạn về chậu men sẵn hết rồi, về là chỉ chăm chơi thôi. Hồng mai ôm đá ha, này là về là có bông luôn nha các bạn, mấy bạn nuôi có bông luôn ha. Mấy bạn cứ nói cái mã là mà mình biết rồi, mấy bạn chụp cái hình lại ha. Thì nói chung cái số điện thoại trên tiêu đề á là Zalo của mình luôn các bạn, Zalo ha, thì cái số đó là số Zalo luôn ha. Rồi một cây sâm núi mấy bạn ấm tàn ha, dưới cây dâu trái luôn các bạn, dâu này về mấy bạn nuôi là có trái luôn ha. Thì nó duyên gì nè, thì mấy bạn về mấy bạn cứ quan tàn thiên nhiên mà, dâu mấy bạn cứ cắt gút nó là mấy bạn nuôi là nó có trái luôn ha. Một cặp này mình bán mấy bạn là 160k luôn ha, 160k ha các bạn, mình bán đây là không có bao tiền ship ha. Thì cái này là sâm núi này mấy bạn về mấy bạn đắp cho nó cao lên chút, cái bạn đắp rêu trang trí thêm nữa là để bằng trà đồ chơi ha. Này nuôi thời gian nó có trái luôn nha các bạn. Thì chậu chậu đẹp sẵn hết rồi, mấy bạn về chỉ trà rửa ra mấy bạn chơi thôi ha. Dâu mấy bạn ơi rễ dữ lắm ha, này là rễ, cái dâu này rễ dữ lắm mấy bạn ơi. Rồi 160k luôn mấy bạn, mình bán không có bao tiền ship ha. Rồi mã cuối cùng mấy bạn, cây sâm hương quái mấy bạn với cây dâu nữa ha. Này, sâm hương này thì mấy bạn nè, cái rễ nó nhìn ngộ lắm ha, quái lắm ha mấy bạn. Cây sâm hương quái ha, chậu cũng đẹp hết rồi, mấy bạn về chỉ việc chăm thôi. Với cây dâu ha, cây dâu này về mấy bạn nuôi thời gian là nó có trái luôn nha các bạn. Rồi cặp này mình bán các bạn 150k các bạn, mình bán không có bao tiền ship nha. Nói chung trăm mấy không, mình bán cho mấy bạn về xài nuôi. Cái này về cây dâu này nuôi làm như nó có bông luôn nha các bạn, nó bông trái dễ lắm mấy bạn ơi, cái này siêu mà, siêu bông trái mà mấy bạn. Dâu mà chậu đẹp hết rồi, mấy bạn về chỉ việc chăm thôi. Cái này thì được cái co quái nè, quái dị nè ha. Mình trồng vậy nè, mấy bạn để bàn làm việc cái này kia, cái này dòng sâm hương nha, cây này cây sâm hương nha các bạn. Còn cái này cái dâu ha, 150k mấy bạn ơi. Rồi cái clip ở đây thì cũng bán có nhiêu đó các bạn, mình làm số lượng mình không có nhiều các bạn ơi, chút lúc chút lúc chút vậy. Cho các bạn xem lại cây mai nè ha. Cây mai này thì nút nụ nó này mấy bạn xem nè, nút nụ kim đồ lên nhìn mấy bạn về nuôi là nó có chừng chục bông rồi, mấy bạn thấy nó đã rồi ha, để bằng trà đồ là ok, nó quái quái mấy bạn ơi. Thì ba cây nha, ba cây nè, 200k. Mấy cái chậu này, mấy cái cây này mình nuôi thì nó đã thần sẵn rồi, mấy bạn đừng khỏi lo ha, nó thần trong chậu nhỏ này rồi, mấy bạn khỏi lo ha. 200k ba cây nha các bạn. Có cái này mấy bạn về nuôi thì mini, có cái này có cái kia các bạn, bạn bỏ nhánh này ha. Mấy bạn xài lại cái này nè, thì cái này vô cũng lâu rồi, mình rút lại mấy bạn ơi, mình cắt lại ha, tại nó dược như vậy nè, nó dược như vậy nè. Lúc đó không biết cái này mình có ghép lâu lắm rồi ha các bạn, mình không có rành, không có nhớ ha. Nhưng mà cái này cũng đang có kim nhẹ ha, mấy bạn về nuôi thì năm tới nữa mấy bạn bẻ hồi về đó, chơi chậu này luôn, lòng chậu mấy bạn, thì lòng chậu là mấy bạn chơi rồi ha. Nè như cây mai này nè, cây mai này thì mình chưa có giao lưu các bạn, lòng chậu nó trời nụ nè mấy bạn thấy nè ha. Mấy bạn để gì thì mấy bạn sợ thì để trong mát ha, giữ nước nó nha các bạn, giữ nước nó nha, để trong mát giữ nước là tết mình có bông chơi luôn các bạn. Cây này thì ghép cúc 36 cánh ha, cây này ghép cúc ha, thì mấy bạn lòng vô mấy bạn để trong mát mát nhẹ là nó có bông luôn ha. Thì vườn nay cũng còn có nhiêu đây ít ít rồi mấy bạn ơi. Cây này chắc bữa hai nó suốt lá mấy bạn, trà phúc kiến quái dị này, suốt lá nhìn cho lên lọc non lại ha, cho nó đẹp ha, rễ thì ăn ra ngoài rồi mạnh lắm, trà phúc kiến mấy bạn. Còn lõi châu cái cây này thì bông thì thôi đi. Sâm hương, sâm hương thì mình nuôi nè, các bạn thấy rễ mình lồng để lên vậy mà nó ăn ra ha, nuôi từ từ kính hả các bạn ơi, kính tàn thì mình chơi ha. Mấy cái này thì chưa có giao lưu ha các bạn. Còn cái này quái nữa nè, giao lưu 300k các bạn, chậu tàu hết rồi ha, rễ ăn ra ngoài mạnh hết rồi ha. Được co quái ha, bự lắm các bạn ơi, cây to ha, các bạn về chỉ việc chăm thôi.
Đó, cũng còn được vài cây nè, như cái này đó nè. Sâm hương luôn các bạn. Toàn mịn mịn hết rồi ha. Ô, cò lắc dữ lắm mấy bạn ơi. Thì mấy cái này to hết rồi mấy bạn. Bữa mình bán là 350k ha. Nó cũng còn ha các bạn. Thì còn để mình nuôi từ từ nó cũng thành cây rồi mấy bạn ơi. Ồ, dưới lai này nè. Ồ, trong cái vườn này nói chung là cũng được vài cây mấy bạn. Ồ, các bạn thấy ha. Cũng được vài cây ha. Cây này thì già lắm mấy bạn ơi. Vô cái chậu này nói chung cũng không đẹp. Nhưng mà thôi kệ, nuôi trong đây cũng được mấy bạn. Tại già rồi đâu có cần nuôi sương với ấy nữa đâu. Chỉ chơi thôi ha. Đợi mốt có chậu nào đẹp đẹp mình vô nó lại ha. Còn cái này lùng lịch mấy bạn ơi. Nhìn cổ thụ ha, nhìn nó có một chút à, nhìn nó già nu lắm rồi các bạn. Cái mình chơi từ từ, mình nuôi từ từ cũng xương nó cũng bự hết rồi các bạn ơi. Còn cái này thì thôi già dữ lắm rồi. Ồ, cũng duyên lắm ha các bạn. Được cái nè, cái này bữa anh quay anh làm nè. Nay thì nói chung nó cũng ổn ổn rồi các bạn, mình không có trầm bọc, mình để trong đây nè. Để trong nhà lá mình nè. Còn này kim thanh mai. À, kim ba xưa chứ mà lá nó đẹp lắm nhưng mà nó chậm lớn lắm ha. Cái dòng này nó chậm dữ lắm. Với cây cây sâm núi nè. Lúc đó mình giao lưu với bạn mà không có ai mua á, thôi mình rút lại chậu Nhật chút chiếu luôn các bạn ơi. Để chơi luôn. À, còn cái này cây mai. Chậu Nhật mấy bạn. Nè cây mai nè thấy không? Đổ mà quái ha. Bữa hai nữa cái bông này nó nở luôn nè. Mình chơi cái hàng mini á các bạn. Nó nhỏ nhỏ thì là chừng nó chừng chục 20 bông là mình thấy đẹp mà các bạn ơi. Thôi cái mai nè. Cái nó mắt này mình ghép nha các bạn. Mình ghép cúc thọ hương hay gì ha, cũng lâu rồi ha. Rồi, cái clip tới đây thì cũng xin chào các bạn ha. Chúc các bạn cô chú anh chị được sức khỏe ha.